Dạ thì mọi người nói là ông thằng Quy các bạn. Em mở đèn led lên cái ra. Đây, ông này nọ bắt ra được cái cô chú ha. Ông Quy hay là ông rùa ông? Cái này cũng chưa biết nó Quy hay rùa. Cho con thấy cái mày lạ quá. Bị nó đi vô mình không có dám lâu nó ra. Bị nó vô nó làm ổn nó rẻ. À. Cái mộ nói bên này, mộ ngoài này. Ủa cái mộ của ông nằm ngoài này sao? Mộ ông không? Mộ cũ là kế bên. Lỡ vô tới đó rồi cháu nội ông mới lấy gì cốt về trên nhà. Cái đó là ông bà phía trước đó. Cái ngưng lỡ là ông bà phía trước đó. Dạ. Dữ dữ lắm. Dạ. Làm dữ lắm. Nhưng mà cuối cùng không có gì hết. Chỉ là đó nó bư cái lỗ đằng này nó đen. Thế. Còn thấy là. Đồ này đồ nằm ở dùng heo. Móc có làm dùng. Dùng là đồ nằm nó đẻ. Dạ, xin mến chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong đợt tiếp theo ngày hôm nay. Dạ thì hôm nay là chiều ngày 13 tháng 3 dương lịch. Em đã từ Tiền Giang trở về An Giang. Phía sau em chính là bến phà Thượng Giang. Và đây chính là một cái dòng xoáy. Bên đây là dòng sông Tuyền. Còn phía sau lưng em chính là dòng sông Hậu. Tạo thành một cái cồn đang dậy sóng trong thời gian vừa qua. Em đã đăng cho cô chú xem rồi đó. Chính là cồn nổi ở sông Dầm Nao. Và tại sông Dầm Nao này trong thời gian này thì cũng như là bên cán bộ người ta cũng đã không cho mọi người ra đó tắm và quay phim chụp hình nữa. Tại vì sợ bị đuối nè, chưa có độ kiểm soát an toàn đó cô chú. Nên mọi người đã ngăn cấm rồi. Và đặc biệt tại sông Dầm Nao này hôm nay xuất hiện một cái điều rất là đặc biệt, đó chính là đất lành chim đậu. Cũng như là ở khu vực phía này có một chú rất là hiền lành và hàng ngàn tấn cá đã trở về đây. Và đặc biệt trong đó có 3 con rùa đã trở về đây. Không biết như thế nào cũng cùng một thời gian là cồn nổi xuất hiện rồi rùa cũng đã xuất hiện luôn cô chú. Và câu chuyện sau thì em xin mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng đồng hành với em trong video ngày hôm nay nhé. Và cô chú anh chị và các bạn xem video nhớ tặng cho em xin một like hoặc đăng ký kênh để em có thêm động lực ra nhiều video hay và hấp dẫn hơn. Và câu chuyện đó ra sao thì em xin mời cô chú cùng xác nhận với em nha. Đây chính là dòng sông Dầm Nao nè cô chú. Đây chính là dòng sông Dầm Nao nè, mấy bên đây là dòng sông Tuyền chạy tới cầu Lãnh luôn. Còn con đường này là đường nối bên phà Thượng Giang, nối giữa sông Tuyền và sông Hậu. Xa xa phía tay của em chính là cái cồn nổi đó cô chú, cồn nổi ở sông Dầm Nao đang dậy sóng trong thời gian vừa qua. Thì đây là một trong những cái nơi mà rất là đặc biệt. Tại vì cá ở đây các cô chú nói là do bông lưới nha, chứ thật chắc không có bông đó cô chú. Ở bên dưới là trống lỏng luôn. Và cá cứ ở đâu không biết mà cứ tấp vào đây. Rồi ông cứ cho ăn, rồi cô chú nhìn thấy xa xa ngoài kia là ông đã bắt cái đĩa niệm Phật á. Đó. Rồi nó cứ về đây rồi nó ăn rồi nó sinh sống, ông không có bán chát gì hết trơn á. Và câu chuyện nó ra sao thì em xin mời cô chú nha. Đây cô chú nhìn thấy một cái căn chòi rất là đơn giản luôn. Dạ xa xa nghe cái tiếng niệm Phật luôn rồi. Kêu chú cũng lại ông múc thức ăn cho thảy lên rồi cá nó lên nó ăn nhiều rồi em mới quay mới hay. Thôi bây giờ anh cho em quay con rùa trước đi. Hả? Cho con rùa trước đi. Con rùa nó còn nằm ở đó ăn. Không dạ. Đâu anh? Đi đâu hay gì đâu? Đâu hai hả? Đâu hai anh em mình vô anh. Tung dẫm được gặm dạ. Bự tung dẫm được gặm kìa. Đó hai. Gì đó, đó. Mấy con anh hả? Một con một. Một con một hả? Ừ. Ủa sao à? Thằng Quy rồi đó. Ông, cái này ông Quy hay ông Gùa không? Quy. Quy hả? Con chẳng được chẳng đứa con Dũng mất. Để tôi kêu sư phụ lại. Dạ dạ. Tôi kêu sư phụ lên. Rồi để em vô quay cái ha. Dạ, trước khi mình đợi hai ông Út hay là ông Sáu không? Ông Sáu là chủ, ông Út là chủ ông Sáu. Dạ, thì trước khi mình đợi ông Út với ông Sáu lại bạn thì em xin mời tất cả cô chú anh chị và bạn vào xem chú rùa nha. Dạ, thì mọi người nói là ông thằng Quy các bạn. Em mở đèn led lên cái ra. Đây. Ông thằng Quy, không biết nguyên nhân vì đâu mà ông lại gần quá nó sợ anh hả? Dạ. Đây cô chú. Sau khi chúng ta bỏ đến khu vực này rồi thì không thể nào bắt ra được cái cô chú ha. Đây. Mấy ngày rồi chú? Ừ, mấy ngày rồi. Em tình tới gần quá. Dạ dạ. Còn có khoảng chắc trên cái cả chục ký quá. Này thêm độ chắc cả chục ký á này. Cái mai như vậy là ông Quy không rùa cho nha chú ha. À em thấy chứ. Em mà thấy trên lưng có để chữ A Di Đà Phật kìa. Đây cô chú đem chụp hình cho mọi người xem nha. Dạ. Thì chắc có lẽ là một là ông bươi ra để đẻ các bạn.
cùng một thời là và ở trong này em thấy có một cái hố nè. Đây. Đây cô chú nhìn thấy có gõ hay không ạ? À? Rất là lớn và to luôn. Dạ cô chú anh chị và các bạn thấy cái mai như thế này thì ông Gùa là ông Quy thì cô chú hãy comment cho em biết nha. Em cũng gấp rút từ Tiền Giang trở về đây để quay cho bà con xem khoảnh khắc tuyệt vời này. Tại vì mấy ngày nay ở sông Dầm Nao là xuất hiện cồn cát đó các bạn. Đây thì bây giờ chúng ta đã nhìn thấy ông Quy các bạn ha. Em xin mời cô chú cùng ra ngoài cùng nghe chú nói chuyện nha. Dạ con chào ông. Dạ ông là ông Út hả phải không ạ? Dạ. À. Ông kia thứ sáu. Dạ. Ông thứ sáu ông tên Út. Dạ chú. Dạ ông này mình gọi là ông Quy hay là ông Gùa không? Cái này cũng chưa biết nó quy hay rùa. Cho con thấy cái mày lạ quá. Bị nó đi vô mình không có dám lâu nó ra. Bị nó vô nó làm ổn nó đẻ. À. Là về từ lúc nào không ạ? Nó về biết không được đâu. Gì đó hả? Ừ, biết không được. Bởi vì trong này có số anh em ta mua ta đem lại ta không thả. Ở trên đây rồi cái có cái nó vô nữa. Thành thử ra mình biết không công được nó. Bây giờ nó như vậy đó mình không dám lâu nó ra. Không dám rồi à. Bởi vì nó lâu quá làm ổn nó đẻ. Dạ. Mình thử ra mình không dám được. Mình không dám la. Tại vì tại vì mấy ngày nay là con biết là ở cái sông Dầm Nao mình nè đang dậy sóng. Đang dậy sóng lên chuyện lạ đó. À, rồi bây giờ kéo thêm nữa là ông Quy lại về khu vực này mà đặc biệt là cái khu vực phía sau của đền thờ ông Ba Thới nữa. Dạ. Phải không ông? Dạ. Đây là mộ. Cái mộ nói bên này, mộ này. Mộ cái mộ của ông nằm ngoài này sao? Mộ ông không? Mộ cũ là kế bên. Ừ, hồi lúc đó, dạ, vậy là con hiểu rồi. Rồi mộ cái mộ cũ, cái sân banh đó chứ mày nhớ không? Có dạ. Sân banh đó. Ừ, mộ cũ kế bên. Rồi đất lỡ vô tới đó rồi cháu nội ông mới lấy về cốt về trên nhà. À, có nghĩa là hồi lúc ông Tịch đó, thì ông nói là ông chôn ông khu vực cạnh khu vực này. Rồi mà khi mà tự nhiên mà lỡ mà chừng nào mà lỡ tới cái mộ ông là không còn lỡ nữa. Đúng rồi. À, giờ tới mộ là không còn lỡ nữa. Giờ bắt đầu cũng như con cháu thấy như đau lòng quá nên mới đem về, tải cán đem về. Dạ, như cái đó là ông ba biết trước đó, cái ngưng lỡ là ông ba biết trước đó. Dạ, ông ba biết trước, cái lời đó con có nghe từ nhỏ là con đã nghe rồi. Ông ba biết trước là ngưng lỡ. Dạ. Ông nó năm nào ngưng lỡ nữa đó. Dạ. Còn cái trong mùa mình giờ mới rút lại là giống như là mình cải tán lại thôi. Chứ thực chất chỉ là nắm đất thôi. Đúng rồi. Nhưng mà khi cũng như là con cháu lại cải tán thì cái phần mộ này nè cũng không có gì trong đó luôn. Không có. Không thấy gì hết. Dạ. Bây giờ rút lấy đó để chỉnh viền rồi mà giữ lắm. Dạ. Tại giữ lắm người lấy. Nhưng mà cuối cùng không có gì hết. Chỉ là nắm đất thôi. Tượng trưng thôi không ha. Tượng trưng rồi. Nhưng mà cái điều hay con cái là ông nói là sau này cái sông mình lỡ là lỡ tới đó nhưng mà thật chắc tới đó là ngưng không hả? Rồi em coi cá không? Rồi em ra coi cá. Tới bây giờ đó thì chỗ này nó có. À. Như vậy là bây giờ ông Quy này theo ông Độ là khoảng cỡ 10 kg không? Cả 90. 90 kg. Dạ. Yeah. Không có lợi bên nó ra được bình đó chắc như tôi để ngoài này nè. Ông ra ông ăn vậy thôi mình giờ thấy. Dữ tận. Dạ, ông ra ông ăn ha. Ra ăn luôn lá cải rồi đó nó bự cái lỗ đằng kia nó đẻ. Nó đẻ. Con thấy là lớn lắm. Lớn lắm. Dạ. Lớn lắm. Từ bây giờ ông nào nó cũng từ 90 kg không chứ không dữ. Theo con đó là khoảng cỡ 10 kg á. Dạ. Đồ này đồ làm cái dùng heo móc làm dùng. Nhưng mà nếu bây giờ trong hôm nay chúng ta quay được như vậy rồi thì cũng đứng ra xa thôi. Mình tiếp cận gần là sợ ông động cái ông động bỏ ông đi nữa. Hoặc là ông đang làm nồi đổ hay gì đó. Đó. Dạ. Làm đổ này. Mấy ngày nay con nghe cái vụ sông Dầm Nao mình rồi. Thì hôm nay xuất hiện thêm ông Quy nữa là tăng thêm cái sợ đồ mò cho con. Chú nãy vậy có thấy nó chưa? Thấy con, rồi thì có vô tới. Con bò vô tới trong rồi đó. Cái đó sát bên nó được chăng à? Đâu đâu có dám. Qua dòng con hát á. Rồi mình đây mình ra khu cá đi chú ơi. Rồi ra coi cá đi em ơi. Dạ. Cá đi ha. Dạ. Em ở Cần Thơ nha. Dạ. Em ở Cần Thơ. Lại lên coi cá lên em thấy. Rồi thì bây giờ chúng ta tạm xa rời chú Quy đi ha. Rồi bây giờ em xin mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng em ra ngoài xem cá. Đây.
có thể bắt được luôn, nó dạng lắm. Con cá này nó sống có một số cô bác á, là người ta nói là mình có gào lưới điện rồi này, có không anh? Không có đây em quay đi. Dạ. Đây cô chú nhìn thấy này ha, em bước xuống dưới thì xa gần ra được không anh? Được em phật ta. Đây cô chú anh chị và bạn nhìn thấy cá này ha, là thì rất là tự nhiên luôn. Ở đây là cái dòng sông Dàm Nao, đó chính là phà Thượng Giang nối giữa dòng sông Hậu với sông Tiền, phải không anh? Đó thì cái khu vực này là các cô chú cũng như là mọi người đang cũng như là anh em cũng có đã quay rồi đó. Bà con cô bác nói là mình gào lưới ở dưới là không bao giờ có anh hả? Không bao giờ có gào lưới đâu cô chú. Đây đó, ông Út với ông Sáu còn phải là để cái đĩa niệm Phật ở ngoài kia nữa kìa. Đó được luôn anh hả? Đây nè các bạn, em giờ cho bà con xem nha. Wow, ôi ôi bạn, wow, quá các bạn, quá khá này ha, hả? Ướt trong điện thoại em chống. Quá êm rồi. Đây, cái này là khoảng bao nhiêu tấn anh? Hàng trăm tấn ha. Dạ. Cái này là ổng về từ lúc nào chú? 3 năm nay hả chú? 3 năm. Để em lau cái điện thoại cái mới được, ướt rồi. Đây cô chú nhìn thấy là cũng như là chú với ở đây đã nói là khoảng cỡ trên 3 năm rồi đó các bạn. Nhưng mà nó về như vậy mình cứ cho ăn tự nhiên, mình không có bắt hay là bán chắc hay là như thế nào hết trơn hả chú? Cái gì không, cá này còn bảo vệ nhân đó, bảo vệ. Dạ. Có bảo vệ lo giữ không cho. Vệ dinh giữ để cho chứ còn không có dám bắt. Dạ đây như cái lượng thức ăn như vậy là mình đủ để cung cho nó ha. Không đủ đâu. Dạ. Vậy gì? 3 tấn người ta chợ giúp cho lắm mà dạ. Đủ. Rồi con thấy như ba cái cải này là mình làm là sao chú, nó ăn cho nó ăn luôn ha. Nó cũng ăn cái này luôn. Nó ăn cho thức ăn thì chuyện mà nấu đâu kiếm bảo à. Để bà con đến mấy ngày nó ăn một hàng chục tấn rau cải. À. Cái thức ăn để bà con tới tới giải cho anh em coi. Dạ thì cô chú anh chị và các bạn có thể thấy đây là rất là nhiều cá tự nhiên. Và dưới sự chia sẻ của ông với chú ở đây thì là không có gào trắng hay là như thế nào hết trơn nghe cô chú. Đó là thiên nhiên luôn. Dạ. Rồi để em đây quay một lần nữa cho bà con cô bác xem nha. Em nghe rất là lâu rồi nhưng mà lần này mới được chiêm ngưỡng đến đây đó các bạn. Tận mắt chứng kiến luôn và mình có thể sờ được luôn ha. Cá tự nhiên luôn. Đây. Đây chỗ nào cũng có chứ cô chú, nó làm em ướt mình luôn đấy ha, một cái cảm giác rất là tuyệt vời luôn các bạn. Đây là hoàn toàn cá tự nhiên, có một số cô chú comment nói là do ở bên ngoài á là bà con cô bác cũng như là mọi người người ta gào lưới ha, nhưng mà cái sông lớn như thế này không có ai gào đâu các bạn, cá tự nhiên ra vô luôn. Nếu mà dù như cô chú anh chị và các bạn cũng như cả nhà mình không có tin ha thì một lần đến đây cũng như ông Sáu với ông Ngốt cũng như mọi người ở khu vực này người ta sẽ hướng dẫn cho mình để xuống mình tham quan, chứ thực chất là không có gào đâu các bạn ha. Không có Phà Thượng Giang 200m. À, Phà Thượng Giang là đằng này, cách đây 200m. Dạ, cô chú anh chị và các bạn đến đây sẽ được tham quan đặc biệt như thế này. Và đặc biệt chúng ta còn có thể thấy được là chú Quy chú Rùa đang về. Rất là đặc biệt ở đây luôn cô chú. Đây, em nhìn mà mê luôn đó cô chú. Đó. Do cái lượng thức ăn là quá khủng các bạn nên không thể nào cung ứng được. Nên mà con cô bác cũng như người ta cho những cái rau cải cũ đó. Nó để xuống đó, cho nó ăn tiếp các bạn ha. Đây ở bên trên nè. Đây một cái căn chòi tạm bợ như thế này. Mà thường thường người ta ông bà mình có câu các bạn, đất lành thì chim đậu. Thì liên tục cô chú anh chị cho các bạn thấy xuất hiện những cái điểm lạ. Ha, thì bây giờ khu vực này là hàng trăm tấn cá đã trở về đây. Và đặc biệt trong thời gian này lại dậy sóng ở dưới sông Dàm Nao là nổi một cái cồn nổi tại sông Dàm Nao. À, cái chuyện đó thì mình tạm bỏ qua một bên của chú ha. Và hôm nay lại liên tục xuất hiện, đó chính là có một chú quy lại nhoi lên, không biết một cái điểm báo như thế nào đây. Nhưng mà em thấy khu vực này chắc chắn là các cô chú ở đây rất là hiền lành các bạn,
nên mấy thường thường là cá hoặc là còn những con linh thú sẽ trở về đây có một cái cảm giác an toàn á chú ha, giống như là mình dạ giống được bảo vệ gì đó. Dạ anh, dạ dạ bên ngoài của chú nhìn thấy nè, ông để cái miếng niệm Phật các bạn, đây cái đĩa niệm Phật ở ngoài, Nam Mô A Di Đà Phật nè, để cho nó nghe nó vào đó. Thì cô chú anh chị và các bạn thấy là con người thì chúng ta cũng như là con thú thì cũng khác nhau ở hình thể thôi, nhưng mà tánh linh thì lúc nào cũng xuất hiện trong lòng. Nếu mà mọi người có một tí gì đó liên quan đến nhà Phật thì chúng ta nhìn những cái cảnh này hoặc là thấy những cái hình ảnh đặc biệt này, dạ thấy những cái cảnh đặc biệt này ha, thì cô chú anh chị và các bạn lúc nào cũng nhớ về nhà Phật, cũng có một cái gì đó sao xuyến ở trong lòng. Em đã đi ngang đây rất là nhiều lần rồi, đặc biệt là chia sẻ lễ hội của ông Ba Thới, nhưng mà em chưa bao giờ đến khu vực này. Đi ngang đây chỉ thấy thôi và thấy anh em YouTube quay lên, nhưng mà hôm nay em có một nhân duyên rất là lớn, chính là em đã làm rất là nhiều video ở sông Dầm Nao này, mà hôm nay tại dòng sông Dầm Nao này lại xuất hiện ngoài cái đàn cá ra còn có chú rùa nhoi lên để chuẩn bị làm mẫu đẻ hay là điềm báo cho chúng ta một cái điều lành gì đó, cùng một thời gian xuất hiện với cồn nổi. Sông Dầm Nao thì cô chú anh chị và các bạn có thể nghe rồi, sông Dầm Nao là một cái sông có một cái dòng chảy rất là đặc biệt, hai chiều, sông cuồn cuộn. Và đây là một trong những nơi xuất hiện những câu chuyện tâm linh, bởi những chiếc ghe tàu đi ngang đây thường phải gùng mình. Con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau có việc thảm sầu thiết tha. Dạ thì chúng ta nói bao nhiêu đây cô chú ha, còn đây chính là một cái phà mà ông Út và ông Sáu đã để một cái đĩa cái băng niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Khi mà những đàn cá nào có tánh linh thì nó nghe được cái đĩa này nó vào đây. Thường thường người ta nói là cái câu là đất lành chim đậu, nên khu vực này ông Út với ông Sáu không có ăn, nên đã nuôi 3 năm nay hàng trăm tấn cá đã về khu vực này. Và đây chính là một trong những nơi cô chú nhìn thấy rất là tạm bờ nè, nếu mà đã gào kiên cố thì phải mình phải có cừ đàng hoàng chứ. Mà cái này là những cái lục bình tấp lại đây thôi. Em văng lưới hả? Câu cá hả? Ở xa xa đằng kia thì có các cô chú cũng như là mọi người, người ta chài các bạn ha. Người ta chài kìa. Ở cái khuôn viên này thì em thấy cũng khoảng cỡ gần một công đất, nhưng mà toàn bộ là lục bình không à. Nhưng mà khi nước ròng không biết như thế nào thì em dạm hỏi quay cho bà con xem nha. Thì vừa rồi chúng ta cũng có thể thấy được là khi dạ chú cái này mà khi nước ròng thì như thế nào chú? Nước ròng nó hơi nhỏ lại. Ròng ra tới mấy đó nó hơi nhỏ lại. À, nhưng mà cái gúng này là có bao giờ ròng không chú? Không. Ròng ra trên dùng dịnh, dùng đá bảo. Dạ. Dạ. Chỗ cây cột này sâu 18 mét hả chú? À, ngay cây cột này là gúng sâu 18 mét nè các bạn, nên không thể nào mà gồng lòi bãi được ha. Đó. Dạ. Dạ thì nó, dạ nói về ông Ba thì cô chú anh chị cho con biết rồi đó, ông Ba là một trong những người, dạ là một trong những người có thể là tiên đoán, là tiên tri được rất là chính xác. Dạ. Mộ ông Ba đằng này hả chú ha? Dạ. Đây mộ cũ của ông Ba nằm khu vực này các bạn ha. Thì ông Ba cũng đã từng nói rồi là lúc trước khi ông Ba mất đó, ông Ba nằm ở đây, là nếu sau này mà cái sông á các bạn, sông Tiền là sông Dầm Nao này nè, lỡ chừng nào mà đến mộ của ông Ba thì không còn lỡ nữa. Nhưng mà thực chất đến ngày hôm nay thì cô chú anh chị các bạn nhìn thấy cái khu vực ha, là mộ ông Ba nằm khu vực dân phía tay em nè. Đó thì lỡ đến khu vực này không có lỡ nữa. Ở đây tạo thành một cái gúng này là sâu khoảng 18 mét, không bao giờ cạn. Nên các đàn cá cứ liên tục trở về đây. À, cô chú nhìn thấy có cá nhỏ nè, cá lớn nè, đầy đủ hết trơn ha. Quá các bạn ha, hết sức luôn. Những cái đuôi cô chú nhìn thấy, những cái đuôi cá cả như những cái miệng á, nó ma sát với nhau mà ghét mà gách đuôi luôn ha, gách đuôi cùi đuôi luôn. Dạ. Nó nhiều như thế này rồi bà con cô bác ở bên ngoài người ta có chài hay dằn bắt gì không chú? Bảo vệ mình chài ra chứ. À chứ không thôi là người ta lại khu vực này ha. Hai bên
lắm, bảo vệ cái nguồn sinh tồn thiên nhiên. Dạ. Ngoài ra thì còn có thấy là có rau cải nữa kìa. Được rồi chú, được rồi chú ơi. Dạ dạ được rồi, được rồi. Dạ. Thì vừa rồi chúng ta cũng có thể thấy được những hình ảnh đặc biệt. Đó là cá tự nhiên đó cô chú, không có gào trắng gì hết. Một lần nữa em nhắc lại là không có gào trắng gì hết cô chú ha. Nếu cô chú anh chị và các bạn không tin thì chúng ta cứ đến bến phà Thượng Giang hỏi thăm cái khu vực nuôi cá của ông Út và ông Sáu. Ông Sáu nuôi cá. Dạ, thì cô chú anh chị và các bạn sẽ thấy trực tiếp được khu vực này. Ông hồi lúc đầu về là về nhiều không ông? Ít. Ít ha. Ít. Dạ. Rồi ông tăng từ từ nó mới nhiều. Nhiều uống rau, chỗ nào nó coi như chỗ giờ nào nó về ra là nhiều thứ cá, nó mười mấy thứ. Dạ con thấy nhiều lắm luôn á. Nhiều lắm, nhiều lắm, mười mấy thứ cá. Ôi như vậy mà nó không đi luôn không ha? Không đi. Không đi. Dạ. Cái đầu trống ở trên đó người ta cũng đặt đồ đạc mình ra mà dưới đít này chút như vậy mà. Không đi. Không đi. Tại vì theo con nghĩ cá cũng giống như con người thôi, nó cũng có tánh linh. Đúng rồi. Mà khi nào mà cái chỗ nào nó cảm thấy an toàn thì sẽ ở. Có hôm trước cũng lâu lâu rồi, có con cá đâu còn độ khoảng 3-4 ký thì dính câu, lâu về đây ông gỡ. Dính câu rồi lôi về đây luôn. Nó lâu về đây luôn cho ông gỡ. Chú thấy nó khôn hả, nó không khôn. Con còn nghe một cái câu chuyện nữa là thường bây giờ cá hô phải không? Là rất là hiếm nhưng mà vẫn thông thường xuất hiện. Ở đây chắc có lẽ có. Tại vì con nghe nói là vì mình tôi thì tôi chưa thấy con cá hồ nhưng mà bự lắm, nó đây có khoảng từ 2-3 con chứ không có nhiều, bự lắm, có thể là bà đem nó làm cái nhà này cũng dinh dinh. Bự cá hồ, bự lắm cá hồ, bự dữ lắm, bự luôn, bự lắm. Nhưng mà con nghe nói là cũng như là bây giờ cái dòng sông mình rất là hiếm nhưng mà nó vẫn còn ăn náo khu vực này. Còn dạ. Bây giờ ba cái lục bình này tụi tôi đâu có dám rút không. Làm cho ấm cho mấy con ở rồi mình kia nọ mình rút một khúc này để cho mấy con ăn thôi. Như vậy là mình xác nhận là ở dưới chân á, dưới chân lục bình là không có gì hết trơn hoặc trong lỏng luôn. Trong lỏng. Đó. Đây nó trong lỏng mà. Dạ thì một lần nữa em đính chánh lại, ông cũng là một trong những người rất là lớn tuổi. Dạ tôi lúc mà tôi nay 76 tuổi rồi. Đó là ông tu theo đạo Phật giáo Hòa Hảo, đúng ông rồi. Ăn chay, không thể nào ông nói dối các bạn ha. Không bao giờ. Đó có cái miếng lưới tôi thấy trên đó, cái miếng lưới đó mình thả chút một chút à. Dạ. Nước kia đã chờ ba ngày nó trôi ra. À. Không có giả mà kia nó trọt đẩy vô. À. Chứ chống lỏng. Còn dưới chân là chống lỏng luôn đó. Mặc tình nó muốn ăn, nó muốn đi thì nó đi. Cây hỉ. Dạ. Cũng như nó thích thì nó lại. Dạ, thích nữa. Còn nếu nó hết duyên thì nó đi không hả? Nó vậy đó. Dạ. Nó có còn cá sát ra nhà nào không có ở. Cá sát nó vô chừng 2-3 bữa nó đi trần. Dạ. Nó không ở, còn lại cá này đậu. Như vậy là trong cái lúc mà mình nuôi tới bây giờ đó là 3 năm trời rồi mình có cảm thấy là nó hao mòn cái tài sản của mình có nao lòng không? Không, bây giờ mình đã chấp nhận rồi, cái cực khổ cái mấy nó cũng được, ở quên hết trời chuyện đó rồi. À, cũng giống như bây giờ, giống như đứa con của mình luôn không ạ? Vậy đó, bây giờ mình kể mình nuôi nó đi. Dạ. Rồi sau khi này là cái vụ nếu nó có tu được, nó thành được, nó nuôi được mình không chừng. Biết đâu nó được cái chuyện đó, mà sao mình đâu biết được. Tại vì cô chú anh chị cho bạn biết á, một con súc vật, con chó hoặc là con mèo gì đó mà khi gắn bó chúng ta trong thời gian quá dài thì cũng giống như một đứa con nó của chúng ta vậy đó. Dạ. Bị đức thầy cho em biết á, cỏ cùng cây điểu thú chim muông nhân với vật vườn lai bổn tánh, tại nó làm tội nó mới đạo thai về là vật là cây là cỏ. Mình biết được vấn đề đó mình phải thương nó mới được. Dạ. Thì mỗi người có một cái nhân quả khác nhau nên đầu thai cái lộn tới lộn lui tùy theo phước báo không hả? Đúng rồi. À, biết đâu lúc trước nó cũng là một con người. Nó làm tội với đầu thai vậy. Dạ. Rồi mình nhớ là không biết nhiều tiền kiếp quá mình có bị như nó cũng không. Dạ. Nhưng mà rất mà may mắn mà nó được ở khu vực đất thánh. Đây là một trong những nơi gần phủ thờ của ông ba. Nói chung ở đây là mình kêu bằng là thánh địa Hòa Hảo luôn đó. Đúng rồi. Dạ. Thì đi đâu mình cũng gặp những cái hình ảnh đặc biệt các cô chú là cúng lại tu hành theo cư sĩ Phật giáo Hòa Hảo. Dạ, ăn chay niệm Phật. Đó, thì cô chú anh chị và các bạn không tin thì chúng ta lọt vào khu vực này đi. Đúng rồi. Thì là cô chú không bao giờ sợ đối sợ khác, đi đâu cũng được bà con cô mang đùm bọc. Thì cô chú nhìn thấy cá mà còn như vậy đó thì con người thì các cô chú ở đây đối xử càng dữ hơn nữa. Dạ. Thì con là một trong những người ở Cần Thơ nhưng mà con nghe tin là thứ nhất đàn cá của mình hàng trăm tấn đã trở về đây trong vòng 3 năm mà con không biết là nguyên nhân như thế nào,
mà hôm nay có hội đủ cái nhân duyên là con trở về đây quay cho bà con xem. Thứ nhất là ông rùa đó, không là trở về đây à, cùng với cái thời mà cái cồn nổi lên đó, mình không dám nói lớn nữa. Dạ. Nhưng mà cái thằng cá nữa thì có đủ nhân viên con trở về đây, con ghi hình đôi nét như thế này để gửi cộng đồng mạng gần xa. Có nhiều khi anh em tỏi sao mình biết được cả trăm tấn, bởi vì anh em của người ta có nuôi rồi đó, người ta là người ta coi tự động người ta nói cho mình biết là cá này nó nhiều bằng cỡ đó. Dạ. Tôi mở tâm sao người ta nói nhìn cái đuôi, người ta nuôi nhiều tôi biết. Chứ không phải đương không mà mình biết được, bởi nhiều anh em hỏi mình nói tôi thì không biết bao nhiêu, nhưng mà mấy anh em cũng như người ta đã có tầm nhìn, có tầm nhìn, người ta có nuôi rồi à, người ta nhìn ta biết. Ta biết, nhưng mà con thấy là nhiều loại lắm, nhỏ lớn có tùm đủ hết trơn á. Đủ trơn cá sông nó vô trong này nhiều lắm, nhiều loại cá lắm, nhiều loại lắm. Vậy là ngoài những vấn đề thức ăn này ra thì mình còn bà con của bác người ta cho bắp cải đâu ha? Cái đó là mình mua có. Dạ. Có chỗ nó bán, có chỗ thì cho. Dạ. Mình mua vậy là bao là 2.000. Ừ. Có cái thì người ta cho chứ không phải là mỗi người mua bán nha. Dạ. Dạ thì bây giờ video của em hôm nay cũng quá trọn vẹn các bạn ha. Chúng ta cũng có thể thấy được chú rùa cũng ngôi lên. Không biết làm cái chuyện gì đó mà cũng đến khu vực đặc biệt này, là gần phía mộ của ông ba cũ ngày xưa. Dạ, cùng với đàn cá. À, nếu cô chú anh chị và các bạn, nếu chúng ta hoan hỷ cùng tiếp tay cũng như là mình tạo thêm cái lửa cho ông Út với ông Sáu tiếp tục nuôi đàn cá này, này cũng như cứu vớt cho nó, cho nên niệm Phật ít nhiều gì cũng nó cũng nghe được cái tiếng niệm Phật không hả? Đúng. Dạ, thì cũng như là mình tiếp lửa cho ông Út với ông Sáu để tiếp tục nuôi, thì cô chú anh chị và các bạn hãy đến đây một lần tham quan và hoan hỷ để nếu mình hỗ trợ được cái gì thì hỗ trợ. Cái đó mình không có, dạ mình không có kêu gọi không ha. Bởi vì cái con cá này mình nói chung là của tất cả anh em chứ không riêng của ai chứ. Dạ. Bởi vì đặt đây vô nha, phòng lại cũng cho nó ăn. Dạ. Cũng như nuôi nó giống gì trơn trời. Chừng nào mà nó có duyên thì nó ở mình hoài, hết duyên đó, thì nó đi. Nó vậy đó. Dạ. Vậy chứ có riêng con cá không riêng của ai trơn trời á. Rồi. Nhiều khi anh em lại đây cho người có đóng góp vô, có nghe gửi tiền mua thức ăn, người thì không. Dạ. Nó cái đó tùy ý, không ai mà bắt buộc vấn đề đó. Dạ. Rồi cảm ơn ông rất là nhiều ha. À, dạ con chúc ông nhiều sức khỏe để phục vụ cũng như là làm cái nhiệm vụ của mình. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Thôi chú về ông chúc chú khỏe nha. Dạ dạ dạ. Giảng viên ngủ bảo vệ đó ha. Dạ các bạn ha, thì đây chính là cái chú quy của chúng ta đang yên ổn nằm trong khu vực đó rồi. Thì không biết ông về đây là có một cái điểm dự báo như thế nào, mà chắc chắn là đây là khu vực là đất lành chim đậu rồi. À, thì bây giờ video của chúng ta cũng quá trọn vẹn. Em xin chào, hẹn gặp lại quý anh chị cô bác trong clip kế tiếp. Em cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành ủng hộ và xem hết video của em. Xin chào và hẹn gặp lại. Dạ dạ. Đây thì cô chú nhìn thấy ông với chú nè, nó dân nguồn để giữ này ha. Bảo vệ đàn cá đó. Bảo vệ đàn cá. Không tiêu, không có bắn chát gì hết trơn nha các bạn ha. Rồi cô xin chào nha, chào chú Quỳnh dạ. Dạ cô chú anh chị và các bạn xem video nhớ tặng cho em. Dạ dạ, nhớ tặng cho em xin một like. Một. Được rồi chú ơi. Dạ cô chú anh chị và các bạn xem video nhớ tặng cho em xin một like, một đăng ký kênh để em có thêm động lực ra nhiều video hay và hấp dẫn hơn. Giờ em sẽ làm video đăng cho bà con xem đây. Em xin chào và hẹn gặp lại. Xin lạy ngài.
nguyện tinh tấn quyết đi theo đường chân lý, dù gặp bao nguy nan oan khiên vững lòng tin dưới bóng cha lành. Tiếng chuông ngân vang thành tâm chúng con cúi xin lạy Ngài, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Yeah.